chào anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái kit AT Mega 1632 socket. Cái kit này sẽ giúp cho anh em lắp chương trình và IC rất là nhỏ gọn và dễ sử dụng. Thì nó sẽ sử dụng cho các cái dòng AT Mega 1632. Với cổng nạp IFP. Cổng nạp IFP. Mạch sử dụng nguồn 5V. Với jack IC 5.5. Mạch cũng có các cái cổng IO chờ để các bạn thao tác ngoại vi bên ngoài. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.